Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với channel của mình. Các bạn biết được rằng ở trong cái máy chủ thử nghiệm này thì chúng ta vừa xuất hiện một cái trang bị mới, nhưng mà lại mất đi một cái thứ, đó chính là phép bổ trợ. Từ rất là xa xưa đó chính là phép bổ trợ bất tử. Mà thay vào đó các bạn có thể thấy ở đây đó chính là, đó, thấy chưa? Các bạn có thể thấy ở trên màn hình của tôi một cái vòng tròn nhìn sao giống bất tử vậy. Đó, các bạn ơi, đó chính là cái phép bổ trợ bất tử. Nhưng mà hiện nay phép bổ trợ bất tử bị khai tử hoàn toàn. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ không còn phép bổ trợ bất tử để cho anh em chọn. Mà bây giờ muốn lựa chọn phép bổ trợ bất tử thì các bạn phải mua một cái trang bị, và lên trang bị đó thì các bạn mới có được phép bổ trợ bất tử. Nghe nó có vẻ hơi bị lòng vòng một chút, nhưng mà đơn giản thôi. Phép bổ trợ bất tử nó chuyển hóa sang một trang bị, và bây giờ tất cả vị tướng nào thì chúng ta đều có thể sử dụng cái phép bổ trợ này. Và ngoài ra còn có thể thêm một cái phép bổ trợ khác, ví dụ như pháp sư có thể sử dụng tốc biến kèm phép bổ trợ bất tử này. Đó là một cái trang bị tuyệt vời, đúng không nào? Chắc chắn theo S thì đây không phải là sự đáng tiếc nuối, mà là sự vui mừng của các pháp sư các bạn ơi. Như vậy là các pháp sư của chúng ta có thể cầm theo cho bên mình các phép bổ trợ khác mạnh hơn, quan trọng hơn, lợi hại hơn. Nhưng bên cạnh đó có thể lên một cái trang bị cho phép bổ trợ bất tử mà giá thành không hề đắt một chút nào các bạn ơi, chỉ có tầm 2.000 vàng mà thôi. Đó là một cái điều và một cái tin vui tuyệt vời nhất cho anh em. Như vậy là sau này các bạn sẽ có nhiều phương tiện hơn để mà chống lại các sát thủ nguy hiểm khác, ví dụ như là Murat hay là một số vị tướng anh em cảm thấy đáng gờm nhất khi mà các bạn chơi pháp sư hay là xạ thủ, đúng không ạ? Đương nhiên không phải vị tướng nào cũng đều muốn lên một cái trang bị như thế này cho bản thân mình. Nó phải lựa chọn được rất nhiều thứ khác, và đây chỉ là bản thử nghiệm mà thôi các bạn ơi. Sau này nếu mà có thực hiện thành công thì người ta mới mang ra đại trà và phổ biến, và khi đó chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn, chiến thuật lạ hơn và nguy hiểm hơn. Lúc đó các phép bổ trợ cực kỳ khó tìm và khó để nhận biết được liệu người chơi đó có sử dụng phép bổ trợ nào, hay là dù sử dụng để lên trang bị bất tử hay không, chúng ta phải chờ xem. Ngoài cái trang bị bất tử này thì chúng ta có hai trang bị khác mà hồi trước Ed có nói qua, thì bây giờ Ed nói lại để cho anh em nào chưa biết nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Ở cái phép bổ trợ này thì chúng ta không còn hiện cái phép bổ trợ bất tử nữa rồi, mà thay vào đó chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Vậy là chúng ta phải từ biệt và nói lời khai tử với phép bổ trợ bất tử, mà thay vào đó chúng ta có thể lên bằng trang bị. Đây là một cái điều tuyệt vời. Mình không vì gì phải buồn cả. Đó, mở ra một cái hướng chiến thuật mới. Một cái gọi là gì ta? Nếu mà anh em là chơi Liên Minh ấy thì người ta gọi là đồng hồ cát, gọi cho nó hoành tráng và ngắn gọn là như vậy. Ok, vậy là tôi farm gần đủ cái đó, thấy chưa? Đây là cái trang bị mà chúng ta có phép bổ trợ bất tử đây. Tôi đang cầm tốc biến và bất tử, quá tuyệt vời đúng không nào anh em ơi? Như vậy là pháp sư chúng ta sẽ an toàn hơn và hoành tráng hơn khi mà bây giờ có tận hai phép bổ trợ tuyệt vời như thế này cơ. Đó, bắt luôn. Chúng ta có nhiều phép bổ trợ mà đúng không? Đấy. Bất tử ngay lập tức. Và chúng ta có thể lựa chọn của mình để mà hoàn thiện hơn. Ok, đó chính là phép bổ trợ bất tử. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái trang bị mới. À, về trang bị, chúng ta có hai trang bị mới được thay đổi về cơ chế. Anh em có thể nhìn thấy cái hình đây, nó không có quá nhiều khác biệt đúng không ạ? Cái này thì người ta gọi là đá tiên tri các bạn ạ. Đá tiên tri cho phép chúng ta có một cái chiêu thức bổ trợ mới hồi máu cho anh em khi anh em có thể cát được chiêu của đối thủ và chúng ta không hề bị ảnh hưởng bởi chiêu thức đó. Và tiếp theo đó chính là nham thạch. Chúng ta cùng xem. Đó chính là nham thạch. Vâng, thưa các bạn, tức là cái trang bị nham thạch này ạ. Trang bị nham thạch này cung cấp cho các bạn một lượng máu cực kỳ lớn sau thời gian sử dụng. Đó chính là giáp ảo. Vậy thì sử dụng hai trang bị này như thế nào? Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ok, chúng ta bắt đầu. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý là hai trang bị này không thể sử dụng chồng lên nhau được. Đó là điểm lưu ý mà anh em cần biết. Ok, tôi sẽ lựa chọn một vị tướng rất là đơn giản thôi. Cô em Irumia, cô nàng xinh xắn nhất hệ mặt trời. Ok, bây giờ tôi sẽ giúp các bạn hình dung ra được là hai cái trang bị này thì đưa lại cho chúng ta điều gì nhé. Ngay bây giờ thì đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn, đó chính là trang bị đầu tiên, đá tiên tri. Vâng, thưa các bạn, đây, sau khi chúng ta mua xong đá tiên tri thì cái phép bổ trợ này gần giống bất tử đúng không ạ? Nhưng thực ra nó là chiêu thức của đá tiên tri đấy ạ. Khi mà chúng ta sử dụng đá tiên tri này, đây, khi chúng ta sử dụng đá tiên tri này thì cho phép chúng ta được bỏ qua một chiêu thức của đối thủ. Đây anh em nhìn nhá. Đấy, ôi giời, lại. Sai lệch. Ok, từ từ nha, để mà tôi nâng cấp cho con máy lên nó, cho nó khôn lên tẹo. Ôi anh ơi, nhẹ nhàng thôi, động mé mày. Từ từ thôi anh ơi. Ok, anh em nhìn nhá, đây. Đấy, né được một chiêu thức của đối thủ và hồi lại máu. Từ thôi anh ơi, từ từ thôi. Đây, ok. Anh em thể nhìn đây, tôi sẽ né chiêu thức của cu này.
Nào ra đi. Anh ơi, đẩy đi. Ôi dồi ôi, cái con thê này trong mày thông minh thế. Đẩy chụy lên này. Đấy, anh em biết chưa, né được chiêu thức và làm chậm đối thủ trong một giây. Tiếp theo là, thôi nào anh ơi, nện đi. Đấy, ôi dồi, lại chậm, nện, đấy, thấy chưa anh em chưa. Kể cả sát thương chuẩn, tôi đều có thể né được bằng một chiêu này. Nếu mà anh em nào thích chơi CV hay là con gì đấy ở bên Liên Minh ấy, thì nó có chiêu thức có thể tránh được vừa hồi lại máu này đấy. Từ từ, lại, anh ơi, lại. Đấy, né được chiêu thức ngay đây, anh em nhìn nhá. Khi mà tôi bật liên hoàn kiếm chiêu thức này thì Thên chỉ có thể gây sát thương vật lý mà thôi. Còn chiêu thức đi, né hoàn toàn lại còn hồi máu cho tôi. Đấy, anh em biết sự lợi hại chưa? Úi dồi ôi, em né tất cả. Úi dồi ôi, sát thương chuẩn của anh tuổi lìn nhá. Đấy, anh em chưa? Đây chính là sự lợi hại của chiêu thức của cái trang bị đá tiên tri. Nhưng mà anh em lưu ý là đá tiên tri thì hồi khá là lâu đấy. Đấy, thấy chưa? Né luôn chiêu thức kìa. Đây là một cách outplay tuyệt vời dành cho các pháp sư để mà tránh các sát thủ, ví dụ như là các chiêu thức như là của, nhưng mà chiêu thức nếu mà của Murat ấy thì không né được đâu anh em ạ. Tại vì nó gây nhiều lần quá, chúng ta không thể né được. Đấy, nhìn ạ. Úi dồi ôi, thấy chưa? Em né. Đấy. Vừa né lại vừa hồi máu lại, thật là vi diệu. Ủa, lại đấy, lại hồi máu nè. Tiếp đi anh ơi, tiếp đi. Đấy. Úi dồi ôi. Tiếp anh ơi, tiếp. Bên này. Tiếp đi. Đấy. Úi dồi ôi, như là cái kiểu là mèo vờn chuột đấy anh em ạ. Ok. Đây là đá tiên tri nhá. Ok, bây giờ tôi chuyển sang cái khác. Tạm dừng đã. Ok, tôi sẽ bán cái đá tiên tri này đi. Đây, nói cho anh em luôn, tức là đá tiên tri và nham thạch này không thể sử dụng chung được. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ chỉ hiện cho anh em cái đầu tiên thôi. Ví dụ như anh em mua nham thạch trước thì nó sẽ, đây, thay thế, đây. Thấy chưa? Thay thế. Nhưng mà tôi tin chắc là anh em chắc chắn là rất là khó lòng mà muốn sử dụng hai cái phép bổ trợ này cùng lúc. Tức là sao? Mình có thể sử dụng đồng lúc nhưng mà mình có thể chuyển đổi cho nhau. Ví dụ như này nhá, đây. Đấy. Ơ, thằng kia đánh đi. Khôn lên tí nào em. Em Thên ơi, khôn tí. Mẹ. Từ từ để tôi chăm sóc này nó. Nào qua đây em ơi. Come on. Đấy. Ok. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em cách sử dụng nham thạch và cái đá tiên tri này một cách hợp lý nhất. Ok. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng, đây, chúng ta sử dụng nham thạch, bật nham thạch lên. Sau một thời gian sử dụng nham thạch thì chúng ta được một lượng giáp kinh khủng đấy, thấy chưa? Rất là nhiều giáp luôn. Đây. Gần như là không thể bị cản phá đây. Sau một thời gian sử dụng nham thạch thì lượng giáp của chúng ta tăng lên cực kỳ nhiều. Vậy thì chúng ta sử dụng phối kết hợp hai trang bị như thế nào? Đầu tiên là bật nham thạch lên, sau đây là thay thế. Thấy chưa? Nham thạch lên rồi nhá. Ok. Bây giờ chúng ta lại sử dụng cái chiêu thức hai này để mà thay thế, đó chính là chiêu thức của đá tiên tri. Đây là hai cách thay thế cực kỳ hiệu quả mà tôi muốn chỉ cho anh em. Đầu tiên nhá, đây, chúng ta ấn ở đây thay thế đây. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng nham thạch tiến vào giao tranh. Thấy chưa? Để là tôi tắt hồi chiêu cho anh em nhé. Đây. Bật nham thạch lên. Sau một thời gian thì nó sẽ kia. Đấy, rất là nhiều giáp ảo anh em ạ. Quên mất là sát thương chuẩn không tránh được giáp ảo. Ok. Sau khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta lại thay thế qua bên này. Anh em phải thấy là nó không cho dùng anh em ạ. Tức là sao? Đây. Nó có thời gian hồi chiêu của cả hai bên. Xem ra vừa rồi là tôi sử dụng chiêu thức liên nhanh quá, thành ra tôi chưa định vị được cái này. Thật là thông cảm nhá. Đây. Tức là hai chiêu thức này không thể sử dụng được khi mà không thể sử dụng được chung. Chính vậy tôi khuyên anh em là nên sử dụng nham thạch cho các vị tướng châu bò, hay là các vị tướng như kiểu pháp sư muốn tạo một cái đột biến gì đấy ở trong con trang. Ví dụ đơn giản thôi anh em ạ. Đây, ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ nhìn chúng ta trước khi vào giao tranh chúng ta phải bật trước. Đây, chúng ta bật trước lên. Và sau tầm bao nhiêu giây đây, được một cái lớp giáp ảo kinh khủng, kinh người luôn anh em ạ. Rất là kinh người đây. Nó giảm dần theo thời gian nhá. Lớp giáp ảo này giảm dần theo thời gian. Sau khi bật lên ấy, đây. Đấy, sau thời gian thì nó được giảm dần theo thời gian. Cực kỳ, đây. Đây là tại lý do người ta tại sao làm được cái này. Woo. Đẹp chưa anh em ơi. Wow. Very good. Đây, chúng ta thay thế bằng cái này nhé. Đấy. Đấy, ui dồi ôi. Đấy. Cái bên này lại là màu vàng anh em ạ.
Bên này là màu vàng, nhìn nó rất là tinh tế. Còn bên này thì sao? Bên này thì đây, lúc đầu là như thế này nhưng mà sau đấy thì sao đấy? Ui rồi ôi đây, như một cái bầu trời hy vọng mới mang đến đây. Xoay 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 xoay, mắc đẹp luôn anh em ạ. Đó chính là nham thạch và đá tiên tri. Ok, thì sau khi tôi vừa giới thiệu xong cho anh em hai trang bị lợi hại nhất ở trong phiên bản cập nhật sắp tới, thì anh em đừng hiểu lầm đây là cái đôi giày nhá, và đừng hiểu lầm đây là cái bất tử. Nếu mà anh em nào mà từng chơi qua Vương Giả Vinh Diệu thì chắc chắn anh em không còn lạ gì với hai cái trang bị và phép bổ trợ này rồi. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.